vegan, because we are mature and wise. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. Có ngõ khác đi ra mà. Hướng Tây Nam tại Hồng Hoa Động. The Stone Painter, Part 3 of 4. Continue watching to find out more. Comment ça va is how you say how are you in Seychelles Creole, an official language of Seychelles. Thoughtful viewers, I'm Vincent. The polite people of the Republic of Seychelles are grateful that you have chosen to adopt a vegan diet to save the earth, our precious home. In the previous episodes of the drama entitled The Stone Painter, the noble lady Nhọ Lê and her maid were in search of the stone painting yogi. On the way, they met a witch, encountered bandits, and acquainted themselves with an interesting tribal group of people, and then ran into a kind-hearted tree deity. Let us now find out in part 3 what other surprises are in store for them on their journey. Lạ thật, cây bút màu xanh đâu rồi nhỉ?
chữ đẹp lắm. Cho lão mua lại nhé. Hy vọng mình đủ tiền đi đường. Mình ra chợ mua ít giấy và bút mực đi em. Ủa, mua giấy bút làm gì ta? Trời, người đâu mà nho nhã thế? Đợi đó, để ta vào xem một quẻ cái đã. Thưa cô cần viết gì? Thầy xem khi nào em mới gặp được đấng mày râu để nâng khăn sửa. Này, sửa gì nhớ không? Nè, chúng tôi không phải là thầy bói. Cô đi chỗ khác hỏi chuyện chúng con nhé. Đỡ quá. Vậy là tạm thời mình vẫn có cách để sống sót. Mình phải cảm ơn vị thần núi đã gợi ý. Công tử, trái cây ở bên này tươi hơn nè. Mình mua giúp lão bà đó chút đi. Dài như vậy mà không có con cái nuôi nấng, phải tự kiếm sống qua ngày. Chào lão bá. Con gửi ông ạ. À, lão bá có biết vài hồng hoa động không ạ? Hướng Tây Nam, tại hồng hoa động, giao hồng ngọc. Hướng Tây Nam, tại hồng hoa động, giao hồng ngọc. Kỳ thật, làm sao ông lão đó biết mình có hồng ngọc? Chắc ma nữa rồi. Sao vùng này lắm ma quá. Đi cả ngày chẳng thấy cái động nào cả. Wow, hoa đẹp quá. Tiểu thư, có chữ gì nè? D-O-N-G là chữ động. Hoa hồng động. Hoa hồng. Hồng hoa động. Đúng là đây rồi. Nhưng mà có ai ở đây đâu mà giao hồng ngọc? Thank you.
khi xong việc, nó sẽ tự trở về với tôi. Sư phụ chúng tôi đang đợi quý vị. Xin mời. Tôi có thể giúp gì cho vị vị? Thưa tiên sinh, có vị thần nhân báo mộng cho tôi về một vị đạo sư vẽ trên đá. Tôi sẽ cố gắng. Xin mời hai vị vào trong nghỉ ngơi trước. Vị đạo sư này không có thần dược nào cho cô đâu. Nhưng ngài có một pháp môn bất khả tư nghị, có thể dập tắt mọi đau khổ vĩnh viễn. Tu viện này cách đây không xa lắm. Nơi đó có một nhóm đệ tử của ngài tu hành. Hai vị đi trước, tôi và các đệ tử của tôi sẽ tới sau. Cuối cùng, ta cũng đã tìm được pháp môn tu hành tối thượng. Ta sẽ không còn phải tái sinh nữa, vĩnh viễn đoạn trừ khổ đau. So that's the good thing about initiation. Inside, open the wisdom and clear all the storage of bad karma and even good karma. So we don't have to come back again. That's why for the initiates, this is the last life. Last life. If you want to come back, fine, you can. If you don't want to, nobody can drag you down. And 5 or 6 or 7 or more generations of your relatives will be elevated to liberation also. So the initiation is immensely powerful. It's incredible. Đây chính là thần dược mà cha ta cần. Mà có lẽ ta cũng rất cần. Qua khỏi ngôi làng này là mình tới tu viện đó. Loa, 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 loa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Anh lính cho hỏi, tại sao lại đóng cửa làng như vậy? Có quan đại thần tới đây xử án, nên không ai được phép ra khỏi làng. Thôi, mình về quán trọ rồi tính sau. Hay là để em đi hỏi thử xem sao? Thank you.
Mua trái cây giúp em đi cậu ơi. Em còn cha mẹ không mà ở đây một mình vậy? Dạ, cha mẹ em mất lâu rồi. Em giữ luôn đi khỏi trả lại. Cảm ơn cậu. Sao rồi em? Họ nói ít nhất phải nửa tháng nữa mình mới rời khỏi làng được. Mình đâu thể ở lại đây lâu như vậy được. Có ngõ khác đi ra mà. Wise viewers, thank you for your presence on today's program. Please tune in next Thursday for the conclusion of our show. Up next is Glenn Ratcliffe, Vegan, The Complete Actor with a Mission, part 1 of 2, right after Noteworthy News. May you soon find your life's true purpose and God's blessing. Heaven cannot be attained if creatures are killed. Manusmriti, Hinduism. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.